Chào mừng anh em đã đến với kênh Đam mê năng lượng. Thì hôm nay có một câu hỏi ở trên kênh của anh Ninh Quanh. Như câu hỏi của anh Ninh Quanh, em chạy dây AC 4 chấm độ xa 15 mét dây từ máy vào nhà, như vậy hiệu suất được không ạ? Rồi thì cũng như câu hỏi của anh Ninh Quanh thì tôi đưa ra vài cái thông tin để góp ý cùng anh như thế này nha anh. Thì đối với 15 mét dây 4 chấm á, thì tùy theo cái hệ pin nha anh. Thì nếu mà anh sử dụng cái hệ pin mà nối tiếp á thì được nha anh, còn cái hệ pin mà câu song song với nhau á thì không được nha anh. Đó, thì tôi tóm tắt lại cho anh như thế này. Nếu mà anh sử dụng cái hệ pin á nối tiếp á thì với cái dây 4 chấm 15 mét thì vẫn được, còn nếu mà câu song song á thì không thể nào được. Câu song song á thì cái đường dây 4 chấm của anh á thì anh chỉ câu cái song song được tối đa khoảng chừng 200W pin trở lại thôi. Thì anh hỏi nhưng mà tôi cũng chưa nắm rõ được cụ thể của anh là sử dụng cái con sạc gì và sử dụng bao nhiêu watt pin, những tấm pin có công suất lớn hay nhỏ. Nếu mà tôi nắm được cái cụ thể rõ ràng hơn thì tôi có thể là trả lời cho anh chi tiết hơn. Còn ở đây thì để tôi đưa ra vài cái thông tin cho anh tham khảo nha, và những anh em khác mới bước đầu sử dụng năng lượng cũng tham khảo luôn. Thì qua video nào cũng vậy, thì cũng mang tính chất là tham khảo, chứ tôi không thể nào quyết định cho anh em là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Anh em hãy tham khảo thêm ha. Tôi như ở đây, tôi sử dụng cái tấm 400W đó anh Ninh. Thì tôi đi cái đường dây 4 chấm này, dây đơn nè anh. Đường dây này tôi đi từ pin vào nhà phải 5-6 mét thôi. Thì đối với cái đường dây mà 4 chấm như thế này á, nó cái hệ pin á, nếu mà câu nối tiếp á thì những cái tấm 400W kia có thể là nối tiếp lên tới 10 tấm hoặc là 20 tấm ha, 30 tấm luôn là nối tiếp nha anh. Tại sao nối tiếp á, thì nó chỉ tăng cái áp thôi, còn cái dòng nó vẫn giữ nguyên. Thì cái những cái tấm lớn vậy á, cái áp mỗi một tấm lớn vậy nó trên 50V, nhưng mà cái dòng nó chỉ khoảng 10A trở lại thôi. Thì cái đường dây 4 chấm á thì nó chịu cái dòng 10A là rất là ok rồi. Nên những cái hệ pin mà câu nối tiếp lên, cho dù anh có câu nối tiếp lên 20-30 tấm đi chăng nữa, nhưng mà cái đường dây 4 chấm này nó vẫn đáp ứng được ha. Còn nếu mà cái đường dây mà 4 chấm này á, mà với cái điện áp mà những cái tấm pin có công suất nhỏ như là cái điện áp mà dưới 22V ha, mà anh câu song song á thì nó thì cái đường dây 4 chấm này anh mắc tối đa chỉ là có được hai cái tấm nhỏ nhỏ mỗi một tấm 100W này thôi, là song song đó nha. Còn những cái hệ mà câu nối tiếp á thì được nha anh. Như đây tôi có 600W pin nè, cái hệ câu song song nè anh. Tôi đi dây 12 chấm nè anh. Dây 12 chấm á. Còn nếu mà 600W này á, tôi mà câu nối tiếp, nếu mà tôi sử dụng cái con sạc MPPT á, nếu mà sử dụng sạc MPPT thì những cái tấm này câu nối tiếp lại nhau thì cái điện áp nó cộng lên. Tôi ví dụ như 6 tấm mỗi một tấm là 20V thì nó cộng lên là 6 tấm 120V, nhưng mà cái dòng của nó vẫn giữ nguyên là 5.7. 5.7, cái dòng 5.7 thì cái đường dây 4 chấm này phủ phê rồi. Dây 3 chấm nó cũng đủ rồi ha. Còn nếu mà câu song song lại nhau á, cái áp nó giữ nguyên mà cái dòng nó cộng lên á, nó lên tới hoài 30A thì đối với cái đường dây 4 chấm này nó không bao giờ nào nó chịu nổi. Cái điện DC này nó khó là khó ở cái chỗ đó đó anh, chứ không phải như cái điện bên AC. DC thì nó rất là phức tạp. Nếu mà anh nắm được cái cơ bản về bên cái điện DC thì anh làm nó rất là dễ. Như ở đây nè anh, bên cái điện DC 12V nè, anh thấy tôi đi cộng nào cộng nấy không? Nó muốn bằng cái ngón tay cái của tôi nè anh. Đây, dây từ bộ nạp của tôi xuống đây nè. Thì đối với anh á, thì tôi không biết anh sử dụng cái con sạc MPPT hay là sạc BVKFM.
Nếu mà trường hợp anh sử dụng cái tấm pin lớn á, anh đi dây 4 chấm á, từ 15m từ pin vào cái bộ sạc á, thì đi dây 4 chấm được ha. Nhưng mà anh lưu ý từ cái bộ sạc mà nó có cái đường dây mà ra bình á anh, thì anh phải đi cái đường dây nó to ha và nó ngắn ha. Nhằm khi tôi nói anh sử dụng những cái tấm pin lớn, anh sử dụng con sạc MPT á, thì cái con sạc MPT nó sẽ biến cái áp thành cái dòng á. Thay vì cái tấm pin 400W á, thì cái điện áp nó trên 50V và cái dòng nó 10A. Khi nó đi vào tới con sạc này á, nếu mà anh sạc cho hệ 12V nó thì nó biến cái áp đó, nó sụt cái áp đó xuống tầm khoảng 10 13 14V ha, rồi nó mới tăng cái dòng lên tới 230A lận để nó nạp vào cái hệ ắc quy. Nên anh lưu ý cái điều đó nha. Đường dây từ pin vào thì nhỏ 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 cũng được, nhưng mà từ cái đường dây từ cái xuống cái bình ắc quy thì anh nên đi cái cọng dây to ha. Như anh thấy á, những cái hệ điện độc lập này á, nó rất là rườm rà, nó rất là phức tạp. Dây nhỏ lằng nhằng là dịch. Tại vì nói á, điện DC, điện năng lượng mặt trời á, nói nôm na nếu mà anh em đã nắm được cái thông tin cơ bản của nó thì nó rất là đơn giản quá. Sử dụng chỉ có mua pin, mua bộ sạc, mua bình ắc quy, mua kích về. Ok, nếu biết rồi thì mua dây điện về rồi kết nối là sử dụng. Còn nếu mà chưa nắm được cái thông tin cơ bản của cái loại điện này á, thì nó là cả một vấn đề là phức tạp, là rườm rà nhất. Như ngày đầu của tôi sử dụng á, tôi cũng rất là mệt mỏi về cái vấn đề này. Thì tôi cũng học rất là nhiều trên cái trang kênh YouTube của những anh em khác làm đang chia sẻ. Tôi học hỏi đến bây giờ, tôi vẫn học hỏi lúc nào cũng vậy. Như làm video đăng lên kênh chia sẻ lúc nào cũng vậy. Cái gì mình có được thì mình làm video chia sẻ lên anh em. Và những gì anh em biết được thì cũng comment ở dưới cái phần video quá, cũng cho tôi biết. Thì là làm cái những cái video này á, là để góp ý cùng anh em và trao đổi, học tập những cái gì mình nắm được và biết được để chia sẻ với nhau. Để những cái hệ điện này nè anh em, nó giảm đi cái chi phí đầu tư, nhưng mà nó đạt được cái hiệu suất đầu vào của pin á, năng lượng á, để cho nó phục vụ cho mình nó thoải mái đi một chút. Chứ để nhằm khi những cái bộ điện á, mà nó bộ điện to, bộ điện lớn, pin nhiều, nhưng mà nhằm khi cái đường dây điện á, đi nó không đúng một chút thôi, coi vậy là coi như cái hiệu suất nó giảm một cách là đáng kể. Chẳng hạn như anh á, tôi nói ví dụ mà nếu mà câu bình á, hệ câu song song á, mà anh em mà vô tình câu cái đường dây nhỏ đi một tí thôi, coi như là cái dòng thông bình nó cũng không tốt rồi. Cái thứ nhất, thứ hai thì cái đường dây á, từ cái bình và lên kích thì cũng vậy rồi, cái từ cái đường dây mà bộ sạc xuống bình cũng vậy, và cái đường dây từ pin vào cái bộ sạc cũng vậy, thì cũng tùy theo cái con nạp. Nhưng mà làm video trong thời gian ngắn không thể nào mà tôi nói hết được. Nói nôm na lại thì cái điện DC này nói hoài, nói mãi, nói không biết chừng nào hết. Đó. Thì thôi, qua thông tin video thì anh em xem tham khảo nhé. Thì có cái gì thắc mắc thì anh em cứ để lại comment dưới phần bình luận của video. Thì anh em cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để mình rút ra được một cái kinh nghiệm nào đó về những cái loại điện năng lượng này, rất là hữu ích và thiết thực ha anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau nhé.